thằng nhóc nhà kế bên. Cái tên cái còn chưa tan, quá đầm bàn. Thằng đó có thai, chạy đi phá thai. Con nhà người ta, với con nhà người ta, mấy bà mà ra là thằng du côn, là thằng cô hồn. Cơm nhà lo chuyện người ta, gấp mười cái lo, tìm một âm sim 4G, tất cả luôn luôn đúng giờ, là nói đồ nhá. Mấy bà xóm này, ôi thật quá hay.